Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Duy Quốc Quang sẽ làm một cái video ăn gà rán roti tia cây và gà KFC nha. Khoai lang và mì siêu cay nha các bạn. Mì cay. Rồi, xin mời các bạn hãy theo dõi video của mình nha. Xin mời họ qua. Trước khi ăn, nhấn đăng ký kênh, ủng hộ mình nha các bạn. Uống miếng nước trước khi ăn. Thank you.
Các bạn video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nha các bạn.